các cửa hàng hoa quả được bày bán khá nhiều ở các tuyến phố. Nhìn từ xa tưởng rẻ, nhưng bất ngờ khi lại gần, khách hàng mới khóc hét. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những màn gây lú tinh vi của hàng hoa quả vỉa hè. Tưởng giá rẻ bất ngờ, nhưng sự thật mới gây sốc. Đầu tiên là xoài Úc, giá chỉ 60.000 đồng trên ký. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ, tấm biển gây lú, khách hàng phải nhìn thật kỹ mới thấy những chiêu bán hàng độc đáo của các tiểu thương. Theo đó, tấm biển ghi xoài Úc trồng ở Long An với giá 60.000 đồng trên ký. Tuy nhiên, dòng chữ trồng ở Long An được ghi bé xíu, bé hơn hẳn dòng chữ xoài Úc 60.000 đồng trên ký. Nếu đi từ xa, để quan sát, chắc hẳn ai cũng sẽ nhầm tưởng rằng xoài Úc đang được bán với giá rẻ, nhưng khi lại gần mới biết sự thật. 2. Nho Ninh Thuận chỉ 5.000 đồng trên ký. Thời gian gần đây, cách ghi giá của các tiểu thương đã được nâng tầm lên một level tinh vi hơn, khiến chị em xỉu lên xỉu xuống. Với tấm biển Nho Ninh Thuận này, kể cả đứng gần mà không quan sát kỹ, thì cũng không nhìn ra số 3 nhỏ xíu phía trước chữ số 5. Chứ đừng nói chi những người từ xa nhìn vào. Thực tế, Nho Ninh Thuận giòn, ngọt, được bán với giá 35.000 đồng trên ký, nhưng ai cũng nghĩ nó rẻ bất ngờ, chỉ 5.000 đồng trên ký, nên tấp xe vào để mua ngay. Và khi lại gần, nhiều người mắt chữ O, miệng chữ E, khi thấy chữ số 3 đằng trước, thậm chí có người không phát hiện ra chữ số 3, còn ngây ngô hỏi, dịp này, nho ở các tỉnh miền Trung có cần giải cứu không mà bán rẻ vậy? Sau khi xem tấm biển này, dân mạng chắp tay bái phục các tiểu thương, bởi ai mà nghĩ ra được chiêu viết số to nhỏ chênh lệch nhau đến mức phải mang kính lúp ra soi thì mới thấy được thế này. Thứ ba là táo Cung Đình siêu ngọt, giá 25.000 đồng trên ký. Một mánh khóe nữa của người bán là chữ 1/2 cân, 1/2 ký hay một lạng được ghi bé tí lọt hởm giữa tấm biển, khiến người xem bị mắc lừa. Nhìn vào tấm biển này, nếu đi từ xa, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng táo Cung Đình được bán với giá không hề rẻ hơn, chỉ 25.000 đồng một ký. Trong khi đó, trên thị trường, loại táo này không có giá rẻ hơn 150.000 đồng trên ký. Vì thấy tấm biển đó, nhiều người tò mò đã sa vào mua, nhưng lại gần mới thấy đó là 25.000 đồng một lạng, chứ không phải một cân. Hay như tấm biển bán đào này, chữ 1/2, ghi nhỏ xíu, nhỏ hơn hẳn chữ 10K. Chắc hẳn nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi dừng xe lại mới biết 10.000 đồng nửa ký, tức là một ký có giá 20.000 đồng bằng với giá thị trường. Trên đây là những chiêu thức bán hàng tinh vi của các hàng quán bán hoa quả vỉa hè. Mọi người hãy cẩn thận với những chiêu thức này trước khi mua hàng nhé.